nay là 10 nay ngày 12 tháng 4 năm 2022, bò chuẩn bị lên xe giao cho anh bắt ở bên vùng vùng bưng này, vùng bưng anh qua anh bắt bò hấp này, chuẩn bị lên xe đại dòng có bò bê hấp kèm như đôi bò rất là đều. Rồi lùa lên luôn, cho thấu lên luôn đi. Đó. Trời ơi, dễ ghê.